Chào các bạn nha. Đây là cái thùng tôn đựng lúa nhà mình mới mua này, giá của nó là 1.350.000. Cái thùng này là đựng được 12 bao lúa. Thùng này nó có 3 tầng lận nhưng mà nhà mình mua chỉ có 2 tầng thôi. 3 tầng thì nó đựng được nhiều lúa các bạn. Cái này là cái họng để cho lúa nó ra ngoài. Khi mình kéo cái nắp lên thì lúa nó chảy ra, mình hứng cái bao đó, mình đi xay.